Chào cả nhà nha. Cả nhà thấy cái gì chưa? Đây là cái dòng Noel năm nay nha cả nhà. Nên năm nay là cái dòng Noel là màu trắng. Ba cái bông hồng cũng màu trắng, màu bạc á, kim tuyến trắng. Và hôm nay mình trang trí đơn sơ thôi. Chứ mình không có trang trí nhiều. Trang trí đơn sơ mà nó dễ thương, nó đẹp nha cả nhà. À, chứ còn mình trang trí mà nó đầy quá thì thấy nó phô trương, nó không có được đẹp cái dòng. Đây là mình làm cái dòng này ngày hôm qua. Từ 3 giờ chiều mà mình làm cho nó 3 giờ rưỡi, gần 4 giờ nó mới xong. À, mình kết len xong rồi bắt đầu mình mới là chấm keo rồi mình gán ba cái đầu này lên. À, là mới làm được có một cái thôi. Cái này để ở nhà trưng thì vài bữa mình sẽ làm vài cái đặng mình đem ra ngoài Catholic á, đặng mà bán trong cái mùa Noel sắp tới. Nói chung là ai cũng làm hết chứ không phải riêng biệt gì mình nha cả nhà. Nên mình để lên mình phe cho cả nhà mình biết thấy là cái sản phẩm mình làm ngày hôm qua đẹp không cả nhà. Tuy rằng nó không có kết nhiều màu mè, nó đơn sơ nhưng mà nó cũng dễ thương. Mình xin mấy cái thùng cạc tông á, rồi mình để cái dĩa lên, mình canh, mình đo, mình vẽ rồi mình mới cắt. À, cái dĩa lớn thì ở ngoài, còn cái tô bự á, thì nằm ở vòng trong. Rồi mình vẽ cho nó tròn, nó ngay ngắn hết rồi bắt đầu mới cắt cắt làm một cái vòng cung của nó. Rồi bắt đầu lấy len quấn vô. À, quấn lâu lắm, lẽ ra là mình làm một cái video mà mình đang quấn cái này nhưng mà tới 1 tiếng mấy đồng hồ lần cả nhà, cho nên từ chỗ đó mình không có làm. Vì nó tới 1 tiếng mấy, quấn cái này 1 tiếng mấy luôn, thử ra mình không có quay, mình để làm xong rồi mình review. Nếu mà mình muốn làm một cái video này thì lâu lắm, 1 tiếng mấy đồng hồ thì sợ cái máy nó đứt đoạn ngang, cho nên mình không có làm. Đây là sản phẩm mình làm chứ không có mình không có mua nha cả nhà. À, người ta bán thì nó đủ thứ hết. À, cái này á, là mình gắn đơn sơ chút xíu thôi. Với hơn nữa là mình không có gắn nhiều. Gắn nhiều nhìn nó không có được đẹp, nó không có được dễ thương. À, một ít vậy mà thấy nó hay. Đó, cái dòng của mình. Cả nhà thấy đẹp không? Yeah, cái này là dòng Noel sắp tới là 2021 nha. Rồi mình sẽ đưa cho cả nhà mình thấy những cái sản phẩm mà hồi trước mình làm luôn nha. Đây, đây là sản phẩm hồi trước mà mình làm nè. Đó. Một cái ha. Dưới này một cái mà mình gắn nhiều quá giờ mình thấy nó không được nó không được đẹp đúng không cả nhà? Mình gắn nó nhiều quá. Cái tiếp là cái này. Đó. Ba cái. Cho bức tranh sơn mài của mình á, bức tranh này sơn nha. Điêu khắc bằng sơn. Cái không có gì rồi, đó là ba dòng. Cái tiếp là cái dòng này. Mỗi một mùa Noel là một cái nha cả nhà. À, nãy là ba cái mùa Noel nè, cái này là một cái, là 4 mùa Noel. Mỗi một mùa Noel thì nó có một cái của nó. À, ở đây cũng vậy, là 5 mùa Noel, 4 mùa Noel chứ, 4 mùa Noel mà cái này mình làm 5 cái, tại vì mình làm 2 kiểu, một cái đỏ và một cái màu xanh.
Đó. Đây là một cái là năm con gà. Đây là năm con gà cả nhà. Đó. Thì coi như mình làm đó, giờ mình đưa hết cho cả nhà mình thấy là 4 5 cái này nữa 6. Đó. Tự mình làm mấy cái này nha, con gà mình cũng làm luôn. Và cái năm con gà mình dán đưa mấy cái hình con gà con lên trên cái dòng Noel. Trở lại cái dòng Noel mới màu trắng. Cả nhà mình thấy chính tay mình làm nha, chứ không phải mua nha cả nhà. Thì mình review cho cả nhà thấy cái mới và cái cũ. Năm nay là cái năm Noel, năm nay là màu trắng hết. Chứ không có màu len màu nữa mà màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho là cái Covid. Tượng trưng cho là cái con vịt đó nha cả nhà. Màu trắng. Vậy thôi mình xin kết thúc cái video ở đây nha. Chào cả nhà hết nha. Ô và cả nhà. Cả nhà sẽ đón xem cái video này bữa hai bữa nha. Ô và bye bye.